quý vị và các bạn đang đến với bản tin thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam, và ngay sau đây sẽ là những nội dung chính. Quốc hội thảo luận biểu quyết thông qua nghị quyết về cơ cấu tổ chức của chính phủ. Để đạt được các mục tiêu thì việc giữ ổn định cơ cấu tổ chức là cần thiết và phù hợp. Các khu cách ly tập trung, bệnh viện dã chiến đã đồng loạt được kích hoạt tại vùng đồng bằng sông Cửu Long do dịch bệnh diễn biến phức tạp và số ca mắc tăng cao. Trong bối cảnh hiện nay, các doanh nghiệp nhà nước phải đi đầu phát huy vai trò để thực hiện mục tiêu kép và sát cánh cùng đất nước vượt qua khó khăn. Thưa quý vị, vào sáng nay, 23 tháng 7, Quốc hội họp thảo luận biểu quyết thông qua nghị quyết về cơ cấu tổ chức của Chính phủ. Báo cáo trước Quốc hội tại phiên họp vào sáng ngày 22 tháng 7, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Chính phủ vẫn giữ nguyên cơ cấu tổ chức gồm 18 bộ và 4 cơ quan ngang bộ. Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 và tập trung thực hiện mục tiêu kép để đạt được các mục tiêu thì trước mắt giữ ổn định cơ cấu tổ chức của Chính phủ khóa 15 là cần thiết, phù hợp. Trong phiên họp sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trình bày báo cáo giải trình tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026. Trong đó có một số vấn đề đáng chú ý như thời gian tới, Chính phủ sẽ chỉ đạo tiến hành tổng kết, nghiên cứu làm rõ cơ sở lý luận, thực tiễn, làm cơ sở đề xuất cấp có thẩm quyền quyết định việc sắp xếp và đổi tên một số bộ ngành cho phù hợp. Thủ tướng cũng cho biết, Chính phủ đã và đang chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương khẩn trương đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, phân định rõ quyền hạn, trách nhiệm của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành và chính quyền địa phương nhằm phát huy tính chủ động, sáng tạo, đồng thời tăng cường thanh tra, kiểm soát quyền lực, góp phần xây dựng nền hành chính nhà nước dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, trong sạch, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Thủ tướng cho biết, sau khi Quốc hội thông qua nghị quyết về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15, Chính phủ sẽ tập trung chỉ đạo ra soát, sửa đổi, bổ sung các nghị định, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, gắn với việc giải quyết các vấn đề giao thoa của các bộ, cơ quan ngang bộ, ban hành quy chế phối hợp nhằm xác định rõ nội dung phối hợp, thẩm quyền, trách nhiệm của từng cơ quan trong việc tổ chức thực hiện, tập trung đẩy mạnh sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong theo hướng thu gọn đầu mối, giảm cấp trung gian gắn với tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Cũng tại phiên họp toàn thể, với 100% đại biểu có mặt biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026. Như vậy, cơ cấu tổ chức của Chính phủ khóa 15 vẫn giữ nguyên, gồm 18 bộ và 4 cơ quan ngang bộ. Chuyển sang những thông tin về dịch bệnh. Tại đồng bằng sông Cửu Long, dịch bệnh COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, số ca mắc ngày càng tăng và các khu cách ly tập trung, bệnh viện dã chiến đồng loạt được kích hoạt. Mục tiêu là ngăn ngừa sự lây lan của dịch bệnh cũng như là điều trị có hiệu quả cho các bệnh nhân COVID-19. Phóng viên Thanh Trương cung cấp thêm thông tin chi tiết. Hiện nay thì thành phố Cần Thơ đã kích hoạt gần 50 khu cách ly tập trung như thế này. Ở trong các khu cách ly này có gần hàng ngàn người đang được cách ly để đảm bảo phòng ngừa lây nhiễm COVID-19. Theo báo cáo của Sở Y tế Cần Thơ, chỉ trong ngày 22 tháng 7, thành phố đã ghi nhận đến 75 ca nhiễm mới. Tính từ ngày 8 tháng 7 đến nay, Cần Thơ đã có 339 người mắc COVID-19, hơn 1.900 người đang cách ly tập trung. Thành phố cũng đẩy nhanh tiến độ xét nghiệm với hơn 3.500 mẫu một ngày, bên cạnh việc rà soát, khoanh vùng, truy vết ca bệnh. Còn tỉnh Đồng Tháp trong ngày 22 tháng 7 có kết quả khẳng định 117 ca dương tính, tăng 8 ca so với ngày trước đó. Tổng số ca mắc cộng dồn của toàn tỉnh là gần 1.700 ca. Trong những ngày gần đây, thì tình hình dịch bệnh COVID-19 ở đồng bằng sông Cửu Long diễn biến khá căng thẳng. Trong đó, số ca mắc cũng như là các ca F1 ngày càng gia tăng. Chính vì vậy, các địa phương khuyến cáo người dân thực hiện nghiêm chỉ thị 16 của Chính phủ trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Để đảm bảo công tác điều trị cũng như là chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân, thành phố Cần Thơ đã thành lập thêm các bệnh viện dã chiến ở các quận trung tâm. Trang thiết bị y bác sĩ cũng được tăng cường nhằm nâng cao hiệu quả điều trị, nhất là đối với các bệnh nhân nặng.
Chưa đến 48 giờ, Trung tâm Y tế quận Cái Răng đã được chuyển thành bệnh viện dã chiến và sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân. Với cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân lực tại chỗ, bệnh viện đã nhanh chóng xây dựng quy trình tiếp nhận bệnh, hình thành ca kiếp trực điều trị. Trung tâm chuẩn bị được 4 ekip và bệnh viện đa khoa ở ngoài sở y tế là hỗ trợ cho là 2 ekip. Nhưng mà hiện tại bây giờ thì khi mà kích hoạt thì chỉ mới khởi động là 2 ekip thôi. Tinh thần của các bạn hiện tại rất là vững. Là trung tâm y tế của vùng, Cần Thơ cũng sẵn sàng phương án thành lập bệnh viện dã chiến số 4 ở huyện Phong Điền, phục vụ nhu cầu điều trị bệnh nhân COVID-19 cho các địa phương khác. Cái bệnh viện quy mô 800 giường này đó thì chúng tôi sẽ tập trung thực hiện trong cái thời gian sớm nhất. Thu dung điều trị được những ca bệnh nặng của tuyến cuối. Thứ hai nữa là chúng ta phải chỉ đạo giúp được cho cái khu vực này, cánh tay nối dài của Bệnh viện Chợ Rẫy và của Bộ Y tế. Ngoài bệnh viện lao và bệnh phổi được phân công điều trị COVID-19, đến nay Cần Thơ đã xây dựng thêm 2 bệnh viện dã chiến ở quận Bình Thủy và Cái Răng. Thực hiện phương châm 4 tại chỗ, ngành y tế thành phố đang tiếp tục khảo sát các điều kiện để thành lập thêm bệnh viện dã chiến tại các quận huyện, đảm bảo hiệu quả điều trị tốt nhất cho bệnh nhân mắc COVID-19. Những ngày gần đây, dù là số ca mắc vẫn ở mức trên dưới 4.000 ca mỗi ngày, tuy nhiên thì công tác phòng chống dịch bệnh tại Thành phố Hồ Chí Minh đã có những tín hiệu tích cực. Có đến 95% số ca mắc mới được phát hiện trong các khu cách ly, phong tỏa. Các ca bệnh này cũng cho kết quả dương tính trong lần đầu tiên xét nghiệm tại khu cách ly. Điều đó cho thấy đây là diễn tiến của bệnh từ F1 thành F0 và không có cơ sở để khẳng định do lây nhiễm chéo. Những ngày gần đây, thành phố cũng không ghi nhận các ổ dịch mới. Về công tác điều trị cũng có những diễn biến tích cực. Chỉ riêng trong ngày hôm qua, 22 tháng 7, thành phố đã có gần 1.600 bệnh nhân đủ điều kiện xuất viện. Và trong những ngày tới, dự kiến sẽ có khoảng 1.000 bệnh nhân được xuất viện mỗi ngày. Cũng trong ngày hôm nay, 23 tháng 7, thành phố đã triển khai Bệnh viện Dã chiến số 5 được đặt tại tòa nhà The Garden Mall, quận 5 với quy mô gần 1.000 giường bệnh. Phú Yên và Khánh Hòa thực hiện giãn cách xã hội là nội dung sẽ có trong cụm tin ngay sau đây. Từ 0 giờ sáng nay, tỉnh Phú Yên đã bắt đầu giãn cách xã hội toàn tỉnh theo nguyên tắc của chỉ thị 16, thời gian thực hiện là 15 ngày. Gần một tháng qua, dịch COVID-19 đã lan rộng toàn bộ 9 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Phú Yên với khoảng 1.000 người mắc và cũng đã có bệnh nhân tử vong. Tỉnh Phú Yên yêu cầu gia đình cách ly với gia đình, thôn buôn cách ly với thôn buôn, xã cách ly với xã, huyện cách ly với huyện, tỉnh cách ly với tỉnh. Cũng từ 0 giờ sáng nay, tỉnh Khánh Hòa sẽ kéo dài thời gian giãn cách xã hội theo nguyên tắc của chỉ thị 16 đối với thành phố Nha Trang, thị xã Ninh Hòa và huyện Vạn Ninh. Thời gian thực hiện trong vòng 14 ngày, các địa phương còn lại tiếp tục giãn cách theo chỉ thị 15. Trong thời gian tiếp tục giãn cách, có thể đóng cửa một số chợ truyền thống. Thành phố Nha Trang sẽ tổ chức các xe bán hàng lưu động đưa lương thực thực phẩm vào từng khu dân cư để đảm bảo đời sống cho người dân. Các cơ sở khám chữa bệnh tư nhân trên cả nước cần xây dựng kế hoạch và sẵn sàng tham gia phòng chống dịch COVID-19 khi có yêu cầu. Đây là đề nghị của Bộ Y tế trong chiều tối ngày 22 tháng 7. Sở Y tế các địa phương sẽ chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh tư nhân trên địa bàn ra soát, củng cố lại các điều kiện về nhân lực, thuốc, thiết bị, cơ sở vật chất để phòng chống dịch. Cùng với đó, cần tiếp tục thực hiện nghiêm việc sàng lọc, phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ nhiễm SARS-CoV-2, không để lây nhiễm chéo tại cơ sở khám chữa bệnh. Mỗi một người lao động tự do bị mất việc ở Hà Nội sẽ được hỗ trợ 1,5 triệu đồng một lần. Đây là theo quyết định vừa được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội ký ban hành. Trong đó, lao động tự do đủ điều kiện nhận hỗ trợ khi cư trú hợp pháp trên địa bàn thành phố bị mất việc làm do phải dừng hoạt động trong thời gian từ tháng 5 đến hết năm nay. Phương thức chi trả là chi trực tiếp cho người lao động trên danh sách được phê duyệt. Nhóm lao động tự do khác được hỗ trợ là người bị cách ly, người cư trú trong khu vực bị phong tỏa theo quyết định của cấp có thẩm quyền, trừ trường hợp người lao động đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng. Các doanh nghiệp nhà nước phải đi đầu, phát huy vai trò để thực hiện mục tiêu kép và sát cánh cùng với đất nước vượt qua khó khăn do đại dịch COVID-19. Đây là một trong những chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đối với khối doanh nghiệp nhà nước nhằm chia sẻ khó khăn, hỗ trợ các địa phương, các tổ chức, doanh nghiệp và người dân trong công tác phòng chống dịch bệnh. Và ở thời điểm hiện tại thì hai ngành là hàng không và hàng hải đang phát huy vai trò và huy động mọi nguồn lực, khả năng để duy trì giao thương, vận chuyển nguồn lực, vật tư y tế, nhu yếu phẩm một cách nhanh nhất tới các địa phương đang gặp khó khăn do đại dịch.
Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, kéo dài, hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines là một trong những đơn vị bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Đại diện hãng này cho biết hãng cũng đang phải căng mình duy trì việc làm luân phiên cho 70% cán bộ nhân viên. Khoảng 30% lao động gián tiếp đang phải tạm ngưng hợp đồng. Nhưng ngay trong lúc khó khăn này, Vietnam Airlines cũng đã tích cực để các hoạt động chia sẻ khó khăn trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Hãng này cũng đã hoán cải 8 tàu bay chở khách thành các tàu bay chuyên chở hàng nhằm hỗ trợ các địa phương trong công tác phòng chống dịch. Đồng thời thiết lập 30 đường bay chở hàng quốc tế để nâng cao năng suất và duy trì chuỗi cung ứng hàng hóa toàn cầu. Dù gặp nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh, nhưng cùng với nhiều doanh nghiệp nhà nước khác, Vietnam Airlines lại đang là một trong những đơn vị chủ lực trong công tác hỗ trợ phòng chống dịch bệnh. Chúng tôi thì hầu như, đối với quốc tế thì hầu như là các chuyến bay, các đường bay quốc tế là dừng hẳn. Chỉ là khai thác được những cái đường bay, chuyến bay hàng hóa. Với nội địa thì cũng đã thực hiện những cái việc kết nối giữa các địa phương và thực hiện theo tuân thủ theo đúng những cái chương trình về phòng chống dịch bệnh chung của chính phủ cũng như là của đất nước. Thì trong cái điều kiện khó khăn như vậy thì Vietnam Airlines là tổ chức lại các hoạt động sản xuất của mình và bên cạnh cái việc là cố gắng là đảm bảo được những cái hoạt động hiệu quả nhất định thì cũng sẵn sàng là chung tay cùng với cả chính phủ để thực hiện những cái chương trình phòng chống dịch bệnh. Với thế mạnh của doanh nghiệp logistics quy mô lớn, có đội tàu vận tải biển, các cảng biển trải dài trên phạm vi toàn quốc cùng hệ thống kho bãi, xe vận tải, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam VIMC cũng đã xin được đăng ký cung cấp dịch vụ vận chuyển miễn phí đối với tất cả hàng hóa, trang thiết bị, vật tư phục vụ công tác chống dịch. Hàng hóa vận chuyển bằng đường biển sẽ đi thẳng từ cảng đến cảng, đấy, thì giảm được những việc đi qua các tỉnh, đấy, tránh ách tắc và giảm được những các thủ tục về kiểm dịch và cách ly y tế, cũng như là cái thời gian vận tải bây giờ đã rút lại rất ngắn. Vận tải container của chúng tôi chỉ khoảng hơn 2 ngày là đi từ cảng Hải Phòng vào trong thành phố Hồ Chí Minh. Hiện rất nhiều các nguồn lực của các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp bao gồm cả trang thiết bị y tế, nhu yếu phẩm đang được tăng cường vận chuyển miễn phí cho các tỉnh thành tại miền Đông và miền Tây Nam Bộ. Bất chấp mọi khó khăn, cả nước cùng đồng hành, cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-19. Xin được chuyển sang phần điểm báo trong nước và quốc tế số ra ngày hôm nay. Chuyên trang về đầu tư Việt Nam Briefing vào ngày 21 tháng 7 đăng bài phân tích những yếu tố giúp Việt Nam trở nên hấp dẫn hơn với các nhà đầu tư nước ngoài so với các địa điểm sản xuất khác trong khu vực. Theo đó, thì Việt Nam nổi lên như một giải pháp thay thế hiệu quả cho xu hướng dịch chuyển sản xuất ở Đông Nam Á. Chính sách khuyến khích đầu tư nước ngoài, chi phí lao động cạnh tranh, các hiệp định thương mại tự do và môi trường đầu tư cởi mở đã giúp Việt Nam trở thành địa điểm lý tưởng cho các nhà đầu tư vốn đang tìm cách giảm chi phí và đa dạng hóa chuỗi cung ứng. Xuất khẩu thủy sản Việt Nam sang thị trường EU 6 tháng đầu năm 2021 đạt trên 486 triệu đô la Mỹ, tăng 20%. Trang thông tin chuyên ngành về thủy sản quốc tế Seafood Source trích dẫn số liệu của Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam cho biết kim ngạch xuất khẩu thủy sản nuôi trồng tăng 18%, đạt 333 triệu đô la Mỹ, kim ngạch hải sản khai thác tăng 24%, đạt 154 triệu đô la Mỹ. EU hiện là thị trường xuất khẩu thủy sản lớn thứ tư của Việt Nam sau Mỹ, Nhật Bản và Trung Quốc. Trang Press Release của Nga đưa tin các nhà xuất khẩu cá tra Việt Nam đã tăng doanh số bán hàng trong tháng 6 và nửa đầu năm 2021. Trong tháng 6, kim ngạch xuất khẩu cá tra đạt 142,6 triệu đô la Mỹ, tăng 28,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá trị xuất khẩu của cá tra Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2021 cũng tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái, lên 780,9 triệu đô la Mỹ. Kết quả này là do tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu tới Mỹ và các nước tham gia CPTPP. 6 tháng đầu năm 2021, Trung Quốc vẫn là thị trường tiêu thụ cá tra lớn nhất của Việt Nam. Thông tin trên trang Việt Nam Plus, Ngân hàng Thế giới sẽ hỗ trợ 600 doanh nghiệp nhỏ và vừa của Việt Nam ứng dụng các giải pháp công nghệ để tăng năng suất lao động và nâng cao năng lực cạnh tranh trong quá trình hoạt động. Những doanh nghiệp này sẽ được đào tạo sử dụng phần mềm có bản quyền
về lập kế hoạch nguồn lực hoàn toàn miễn phí. Bên cạnh việc hỗ trợ đào tạo kiến thức về chuyển đổi số, các dịch vụ tiếp cận thông tin, dự án của World Bank còn trực tiếp hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, ứng dụng 3 giải pháp công nghệ về quản lý bán hàng và khách hàng, quản lý nhân sự và giao tiếp nội bộ. Trong phần tiếp theo của bản tin, để đáp ứng nhu cầu cho vay những tháng cuối năm, các ngân hàng đưa ra nhiều phương án để thu hút người gửi tiền với các kỳ chung dài hạn trên một năm. Thành phố Hà Nội tăng cường ứng dụng quan trắc tự động và các giải pháp tổng thể nhằm kiểm soát chất lượng nước, các hồ sông thoát nước. Xin được tiếp tục chương trình với một thông tin tích cực cho lĩnh vực kinh tế. Nửa đầu năm nay, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam sang Anh đã tăng hơn 50% nhờ Hiệp định Thương mại Tự do giữa hai bên UKVFTA. Thông tin từ Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam. Cụ thể là giá trị xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ sang thị trường Anh trong 6 tháng đạt hơn 146 triệu đô la Mỹ, tăng hơn 53% so với cùng kỳ năm ngoái. Các mặt hàng xuất khẩu chủ lực sang Anh như là đồ gỗ xây dựng, ghế ngồi, nội thất nhà bếp, phòng ngủ đều tăng từ 16 đến gần 50% trong nửa đầu năm nay. Đã có khoảng 10 ngân hàng vừa được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận nới room tín dụng, mở rộng khả năng cho vay. Để đáp ứng nhu cầu cho vay nửa cuối năm, các ngân hàng đã đưa ra nhiều phương án để thu hút người gửi tiền, đặc biệt là với các kỳ chung dài hạn trên một năm. Thường xuyên gửi tiền ở đây, chị Dung cho biết, chủ yếu vì ngân hàng hay tặng phiếu mua sữa cho con, lại cộng thêm 0,1 đến 0,2% lãi suất cho phụ nữ. Một công đôi việc nên chị quyết định gửi tiết kiệm ở ngân hàng này. Các ngân hàng nói chung cái lãi suất cũng không phải chênh nhau nhiều lắm. Tuy nhiên ở đây thì được cộng thêm như thế thì với tâm lý phụ nữ thì được tặng thì là thích thôi. Vì là 13 tháng thì sẽ được 0,1, 18 tháng thì được cộng 0,2. Tôi là người cao tuổi thì tôi cũng được cộng thêm 0,1%. Thì mỗi tháng cũng được thêm một chút nữa để cho bổ sung cái chi tiêu cho gia đình. Ưu đãi cho phụ nữ, người cao tuổi hay người làm trong lực lượng vũ trang. Bằng cách phân nhóm khách hàng, ngân hàng này đã thu hút được một lượng lớn tiền gửi trên một năm. Nguồn vốn dài hạn giúp cơ cấu vốn của ngân hàng ổn định hơn, đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn khi cho vay. Trong cái bối cảnh là dịch bệnh COVID-19 còn phức tạp, xu hướng khách hàng cần sử dụng nguồn tiền trong ngắn hạn là không cao. Và họ có xu hướng chuyển dịch sang các kỳ hạn dài để gửi tiền thì được hưởng cái lãi suất nó cao hơn. Ngoài ra thì ngân hàng cũng có cái cơ sở huy động được cái nguồn dài hạn để phục vụ cho cái nhu cầu cho vay vào 6 tháng cuối năm. Một số ngân hàng khác lại tặng kèm quyền lợi gửi tiền khi bán chéo sản phẩm. Số người gửi tiết kiệm mua kèm bảo hiểm của ngân hàng này đã tăng mạnh bằng cách trên. 6 tháng đầu năm, số vốn huy động tăng hơn 17%. Khi khách hàng mà mua một gói bảo hiểm thì khách hàng sẽ đồng thời được gửi tiền tiết kiệm với lãi suất được ưu đãi cộng thêm 0,5%. Và cái số tiền gửi tiền thì không được quá 10 lần số tiền của người bảo hiểm mệnh giá bảo hiểm mình mua. Mặt bằng lãi suất tiền gửi đang ở mức thấp nhất trong khoảng 10 năm và dự đoán khó có thể tăng trong ngắn hạn, nhất là khi Ngân hàng Nhà nước vừa yêu cầu các ngân hàng phải tiếp tục giảm lãi suất cho vay để hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi kinh tế. Vì thế, những chính sách ưu đãi tặng kèm quyền lợi đang được nhiều ngân hàng áp dụng để giữ chân người gửi tiền. Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế quyết định tiếp tục tìm kiếm giai đoạn 7 các nạn nhân của vụ sạt lở đất ở Thủy điện Giao Trăng, cụ thể là tìm kiếm tại các khu vực nằm dọc lòng sông và ngay dưới chân hiện trường sạt lở. Đây là các bãi đất nhô lên sau khi xây đập ngăn nước ở thượng nguồn sông Giao Trăng. Dự kiến là thời gian tìm kiếm của giai đoạn 7 sẽ kéo dài từ 7 đến 10 ngày. Và đến nay, trải qua 6 giai đoạn tìm kiếm trước, lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy được thi thể 6 nạn nhân. 11 nạn nhân còn lại vẫn đang mất tích. Riêng trong giai đoạn 6, lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy nhiều đồ cá nhân của các nạn nhân ở khu vực bãi bồi dọc theo hạ lưu sông, cách hiện trường sạt lở hơn 3 km. Trong đêm qua, hoàn lưu áp thấp nhiệt đới đã gây mưa ở nhiều tỉnh thành phía Bắc. Tính từ 19 giờ tối ngày 22 tháng 7 đến 4 giờ sáng nay 23 tháng 7 tại Bum Tở của Lai Châu đã mưa khá lớn tới 126 mm. Các nơi khác thuộc Bắc Giang, Quảng Ninh, Hải Dương, Phú Thọ khoảng 69 đến 89 mm. Và đến lúc này tại Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Hòa Bình, Hà Nội hay là Thái Bình, Nam Định cũng đang có mưa to cục bộ. Đợt mưa này dự báo là sẽ kéo dài đến ngày mai ở miền Bắc và đến Chủ nhật ở miền Trung, Bắc miền Trung.
nhằm kiểm soát chất lượng nước các hồ, sông thoát nước, một vấn đề vốn đã gặp nhiều khó khăn ở đô thị. Thành phố Hà Nội đã và đang tăng cường ứng dụng quan trắc tự động và các giải pháp tổng thể thu gom xử lý nước thải, kiểm soát chất lượng nước mặt. Các giải pháp này đã và đang mang lại lợi ích trực tiếp về môi trường, đảm bảo cảnh quan cho đô thị. Đây là trạm quan trắc nước mặt tự động liên tục tại khu vực Hồ Tây. Tất cả các diễn biến về chất lượng nước cũng như việc xử lý môi trường được thường xuyên cập nhật. Các thông số cơ bản về chất lượng nước mặt như pH, DO, BOD, COD, nhiệt độ được cập nhật và kết nối với chi cục môi trường để giám sát và công khai với cộng đồng. Các thiết bị được niêm phong, đảm bảo khách quan. Hơn 4 năm qua, với việc tăng cường ứng dụng công nghệ và nhiều giải pháp xử lý, kiểm soát, môi trường nước Hồ Tây đã được cải thiện, mang lại lợi ích trực tiếp cho cộng đồng. Môi trường rất là sạch đẹp. Hầu như là những ngày mà tôi ra đây thì họ hàng hoặc bạn bè tôi, những người mà xa gần hỏi tôi thì đều cảm thấy là bảo là như là một du lịch ấy. Cùng với đầu tư ứng dụng công nghệ quan trắc tự động ở những hồ trọng yếu như Hồ Tây, Hồ Gươm, Hồ Bảy Mẫu, thành phố Hà Nội đã triển khai nhiều giải pháp như kè, thu gom nước mặt và nước thải, không chảy vào hồ mà thu gom bằng các hệ thống cống bao quanh hồ, sau đó dẫn về xử lý, tập trung. Hà Nội đã có 7 nhà máy xử lý nước thải sinh hoạt tập trung, trong đó có 2 nhà máy là nhà máy xử lý nước thải Hồ Tây và Hồ Bảy Mẫu, trực tiếp cải thiện nước cho các hồ này. Nước thải xung quanh Hồ Tây, Hồ Bảy Mẫu được thu gom về nhà máy xử lý, công suất đạt khoảng 90%, những tháng cao điểm đạt 100% công suất thiết kế. Tới đây sẽ hoàn thiện một số nhà máy quy mô lớn, phấn đấu cuối năm 2022 xử lý được trên 60% tổng lượng nước thải sinh hoạt. Các nhà máy sẽ lắp đặt quan trắc tự động kết nối dữ liệu với Sở Tài nguyên Môi trường. Đánh giá được là chất lượng nước có sự biến động và trên cơ sở cái sự biến động đấy sẽ đưa ra được cái xem xét được các nguyên nhân gây ô nhiễm và có những giải pháp kịp thời tránh xảy ra các sự cố. Thời gian tới, thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục thiết lập mạng lưới quan trắc môi trường đầy đủ cho các hồ lớn và toàn bộ 13 sông nhằm phòng ngừa các sự cố ô nhiễm, bảo vệ môi trường và cảnh quan cho thủ đô. Và trong phần cuối của chương trình sẽ là những thông tin về dự báo thời tiết. Bản tin thời sự 12 giờ trưa xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Để xem trực tuyến kênh VTV4, quý vị và các bạn có thể truy cập vào địa chỉ đang hiển thị trên màn hình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong bản tin tối ngày hôm nay.